Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện món bắn tacos chảo, liệu có xoắn ngôi được vua bắn Mexico? Tay bè nè. Hết tacos Pháp rồi tacos đủ loại, bây giờ có tacos chảo nữa nè. Nhìn như kiểu gà phô mai vậy á mọi người. Quán này tôi thấy cũng mới thôi nha, nhưng mà chị chủ được cái dễ thương. Trực tiếp làm bắn với hướng dẫn tụi tôi. Nguyên liệu trên bàn có sẵn ha, đầu tiên là mình sẽ phết một cái lớp bơ lên chảo. Khi nào mà bơ tan hết rồi, bắt đầu cho phần thịt gà để ướp sẵn gia vị vào. Qua đảo lại cho đến khi nào thịt săn lại. Mình rắc cái lớp phô mai lên. Nhìn vô là ai cũng tưởng gian gà phô mai nhưng mà không nha, rưới cái sốt kem thần thánh này. Sau đó cuộn với cái lớp bánh tacos bên ngoài. Giả như vậy sẽ có giá là 239 xu. Mọi người cũng biết đó, thì tacos là một loại bánh truyền thống của người Mexico, một món ăn đường phố rất là được yêu thích. Xong là có cái đợt mà tacos Pháp quá trời nổi trên mạng luôn. Chủ ở đây cũng muốn khắc tự trải nghiệm làm tacos tại quán, giống như đi ăn lẩu vậy đó, vừa làm bánh vừa tám chuyện. Đương nhiên là quán vẫn có những cái phần mà kiểu dạng nhân viên làm cho luôn ha, cho đỡ mất công làm. Tôi cũng gọi thêm một phần tacos bò 89 xu và một tacos gà 69 xu nữa. Vỏ bánh được làm từ bột mì kết hợp với phần nhân đầy ủ thịt kết hợp với nước sốt cà chua và salad. Tuy là cái phần topping ở đây nó không có được đa dạng như mấy cái tiệm khác. Với lại sốt thì nó cũng không có quá nhiều loại sốt đâu. Nhưng mà được cái là nó khá là to. Một phần tacos bò size L của tôi là bự bằng nửa cánh tay của tôi luôn nè. Nên cái này mà đi đông đông á thì hai đứa ăn một cái nha, chứ một đứa là ăn hoài không hết đâu. Về vị của bánh thì tôi thấy cũng bình thường, không quá xuất sắc nhưng mà cũng không có quá tệ. Nhìn chung á, tacos chả sẽ mang lại cho mọi người một cái trải nghiệm tự làm bánh rồi tự ăn. Vì là bánh ngoại nên tôi thấy giá như vậy là tầm trung so với các tiệm bán tacos hiện nay rồi. Nhưng phần tacos chảo thì vì đây là lần đầu tiên có nên thấy mấy bà nó có xứng đáng không ta? Còn tôi á thì thấy là